Thời kỳ Nam Bắc Triều, vì để giám sát trong quan và do thám tình báo, mà Hoàng đế Nam Triều đã thiết lập một tổ chức bí mật tên là Hoàng Thành Tư, tách riêng với quân triều đình. Nói thẳng ra thì chính là xử lý những việc trong tối thay Hoàng đế. Giống như cẩm y vệ triều Minh, các thành viên của Hoàng Thành Tư đều có võ nghệ cao cường, hành động dứt khoát. Hôm đó, nữ thám tử đệ nhất Hoàng Thành Tư Đường Tử Yên được lệnh đi truy sát Liêu Tiểu Hồ, tàn dư của Phượng Hỏa Quân. Phượng Hỏa Quân này là quân phản đồ, chuyên đối nghịch với triều đình. Liêu Tiểu Hồ từng là thành viên của Phượng Hỏa Quân, sớm đã biến mất khỏi giang hồ, giờ đang ẩn cư trong núi cùng vợ con. Thấy Đường Tử Yên đến thì Liêu Tiểu Hồ tự đổ thạch tín vào rượu. Nhưng ngay sau đó, hai người đã từng giao đấu với nhau, Đường Tử Yên mạnh hơn một bậc, vốn định giữ cho đối phương toàn thây, nhưng Liêu Tiểu Hổ lại chém một kiếm xuống. Kiếm thuật của Đường Tử Yên nhanh lẹ, chỉ hai chiêu đã dọa lui hắn ta. Đường Tử Yên là nữ thám tử đệ nhất Hoàng Thành Tư, sở hữu võ nghệ cao cường, Liêu Tiểu Hổ lại vô cùng bình tĩnh, liều chết xông lên. Đường Tử Yên tuy chiếm thế thượng phong nhưng đối thủ một khi đã dám liều thì cũng không thể coi thường. Lúc giao đầu hắn đã chém cô một kiếm. Thật ra hai người họ cũng không có thâm cừu đại hận gì, màn đối đầu này cũng chẳng có đúng sai chỉ vì lập trường khác biệt. Những điều này không hề quan trọng với Đường Tử Yên, mục đích của hành động hiện tại của cô chỉ để lấy mạng của Liêu Tiểu Hổ. Đối diện với một Đường Tử Yên đã được trải qua huấn luyện bài bản, Liêu Tiểu Hổ cuối cùng vẫn phải chịu thua. Ngay lúc này, thê tử của Liêu Tiểu Hổ nhắm chuẩn thời cơ đâm về phía Đường Tử Yên. Đường Tử Yên cũng không khách khí đáp lại cô ấy hai kiếm. Nhìn thấy thê tử thân yêu của mình ngã xuống, Liêu Tiểu Hổ hoàn toàn sụp đổ. Đường Tử Yên phút trước còn hung tàn, sau đó vì rủ lòng thương vẫn để lại ngân lượng cho hai đứa con của Liêu Tiểu Hổ. Đây chính là Đường Tử Yên, nữ thám tử đệ nhất Hoàng Thành Tư. Lúc chấp hành nhiệm vụ, Đường Tử Yên ra tay tàn nhẫn nhưng về đến nhà ở trước mặt trượng phu là lại dịu dàng ngoan ngoãn. Cuộc sống quanh năm giết chóc, mũi kiếm dính máu khiến cô kiệt quệ, mệt mỏi. Sau nhiệm vụ lần này, Đường Tử Yên đề xuất với trượng phu là Chu Càn An cùng đi quy ẩn giang hồ, sống cuộc đời của người bình thường, thế nhưng cô có thể sống bình thường sao? Song sự đã đi ngược lại với ban đầu, lúc này trong hoàng thất đã xảy ra một vụ kỳ án khó tin, nửa đêm bỗng xuất hiện tà thần tám tay tàn sát vô số đại thần. Hiện tại thái tử sắp đăng cơ, tất cả người trong Hoàng Thành Tư đều cấp tốc điều tra vụ án này. Tà thảo kinh sở, bản sự 36 kỳ chứ y, rú kinh, bọn mình cũng sẵn sàng vạn sự dự bày lạ. Người này tên là Dương Thắng Hàn, là một cựu thần tiên triều, thủ lĩnh của Phượng Hỏa Quân hiện tại, đối nghịch với triều đình nhiều năm. Mấy ngày trước khi tà thần tám tay giết người, Dương Thắng Hàn đã đến kinh thành và gặp nội gián được ông ta gài trong triều. Đệ tử chỉ tội. Hoàng cung xảy ra kỳ án tà thần tám tay giết người, nữ thám tử Phi Phượng của Hoàng Thành Tư nhận lệnh đi mời Đường Tử Yên, người từng là đệ nhất cao thủ của Hoàng Thành Tư. Lúc này Đường Tử Yên và người trong lòng đã lui về rừng núi sống. Sớm đã rời khỏi giết chóc trong quá khứ, giờ trong mắt cô chỉ tràn ngập sự dịu dàng. Quy luật của giới tự nhiên lại là cùng dấu bài xích, khác dấu lại hấp dẫn lẫn nhau. Phi Phượng và Đường Tử Yên nói một câu không hợp đã bắt đầu so đấu. Đường Tử Yên không hổ là cao thủ đệ nhất Hoàng Thành Tư, chỉ dùng một cây chổi lông gà đã sửa đẹp Phi Phượng. Phi Phượng không phục, tiếp tục tấn công. Trong lúc nguy cấp, thống lĩnh Lý Kế Nghiệp của Hoàng Thành Tư và tay cung siêu phàm Hàn Băng đã đến kịp lúc. Hàn Băng kéo cung một mũi tên chặn đứng Phi Phượng lại. Hoàng Thành Tư sân đại cao thủ quang lính Hàn Sở. Lý Kế Nghiệp nói cho Đường Tử Yên biết về kỳ án tà thần tám tay giết người trong hoàng cung. Thái tử lại sắp đăng cơ, nhất định phải tra rõ được vụ án này. Đường Tử Yên bị ép trở lại Hoàng Thành Tư, ai mà ngờ chuyến này sẽ dẫn tới họa sát thân cho cô. Thì ra là mấy ngày trước Hoàng Thành Tư đã điều tra và tóm được một lão già thần bí. Người này chính là Dương Thắng Hàn, thủ lĩnh của Phượng Hỏa Quân. Đối diện với tra khảo, Dương Thắng Hàn đã thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình, còn nói Phượng Hoàng Quân sẽ hành thích Bắc Triều. Hành động cụ thể thế nào thì chờ đến lúc gặp được Đường Tử Yên rồi nói tiếp. Thế là Hoàng Thành Tư lập tức điều động tất cả nhân lực để tìm được Đường Tử Yên đang ẩn cư. Lúc này Đường Tử Yên bước đến, Dương Thắng Hàn lập tức nói lớn. Tử sĩ Phượng Hoàng Quân, Đường Tử Yên nghe lệnh, người hãy ám sát Hoàng Thái đệ sứ giả Bắc Triều trong thành trong thời hạn 3 ngày, đến khi giết được hắn thì thôi. Câu này của Dương Thắng Hàn khiến Đường Tử Yên không thể biện minh gì được. Rốt cuộc thân phận của Đường Tử Yên là gì? Tại sao phải hành thích Hoàng Thái đệ sứ giả Bắc Triều? Rõ ràng ai cũng cảm nhận được đây là kế ly gián của Phượng Hỏa Quân. Dù thống lĩnh Lý Kế Nghiệp tin tưởng Đường Tử Yên nhưng thái tử sắp đăng cơ, Hoàng Thái đệ không thể xảy ra chuyện gì trong thời khắc then chốt này được, bọn họ chỉ có thể giam giữ Đường Tử Yên lại.
Đêm đó Hàn Băng nhận lệnh giải Dương Thắng Hàn xuống địa lao. Trên đường đi, tà thần tám tay lại lần nữa xuất hiện tác quái, tình cảnh trở nên hỗn loạn. Binh sĩ áp giải lũ lượt ngã xuống. Dương Thắng Hàn nhân cơ hội thoát khỏi xiềng xích. Người này có võ nghệ cao cường, còn có thể sai khiến tà thần tám tay giết người trong vô hình. Chỉ có Hàn Băng thi triển khinh công thoát thân được. Trước khi rời đi, Hàn Băng đáp trả Dương Thắng Hàn 2 mũi tên. Hàn Băng tài nghệ bắn cung xuất chúng, biệt danh là Hàn Tam Kiếm, cũng có nghĩa chỉ trong 3 mũi tên là nhìn thấy máu. Mũi thứ nhất Dương Thắng Hàn đã tránh được, mũi thứ hai bị Dương Thắng Hàn bắt bằng tay không. Rất rõ ràng nhìn ra được võ nghệ của Dương Thắng Hàn cao hơn Hàn Băng. Đúng lúc này thì thống lĩnh Lý Kế Nghiệp và thuộc hạ kịp tới. Dương Thắng Hàn không có ý định liều nên đã nhanh chóng rời đi. Lúc này Đường Tử Yên lo cho an nguy của trượng phu nên đòi về nhà xem thử. Đọ sức với Phi Phượng. Phi Phượng vốn không phải là đối thủ, Đường Tử Yên dùng một tay vật lộn liền có thể lấy được quan phục từ người cô ta xuống, nhân cơ hội nhốt Phi Phượng trong nhà lao. Vừa chạy đến cửa, Đường Tử Yên với Hàn Băng cùng mọi người gặp nhau. Cùng hồi chú bác, tôi phải về nhà cho quan nhân. Thuộc hạ hiểu lầm rằng Đường Tử Yên sợ tội bỏ trốn, không niệm tình đồng môn mà bắn tên. Đường Tử Yên quyết tâm cứu trượng phu, chạy điên cuồng nhảy lên mái nhà. Hàn Băng nhìn theo Đường Tử Yên mà bắn ra một mũi, nhìn như sắp bắt được Đường Tử Yên. Lúc này một vụ nổ xảy ra, trong thành xuất hiện ác thần tám tay. Đường Tử Yên nhân cơ hội này chạy thoát. Lúc này thống lĩnh Lý Kế Nghiệp kịp đến lệnh cho mọi người không được đuổi theo nữa, nhanh chóng quay về hoàng cung bảo vệ sứ giả Bắc Triều Hoàng Thái Đệ. Lúc này Đường Tử Yên đã về tới nhà nhưng không nhìn thấy bóng dáng của trượng phu. Nhìn thấy trong phòng lộn xộn, Đường Tử Yên đoán chắc chắn là trượng phu đã bị Dương Thắng Hàn bắt đi rồi. Bất đắc dĩ cô chỉ có thể nghe theo Dương Thắng Hàn đi hành thích sứ giả Bắc Triều Hoàng Thái Đệ. Ngày hôm sau, dưới sự hộ tống của Lý Kế Nghiệp, Hoàng Thái Đệ dạo chơi thỏa thích trong thành. Mới đầu mọi việc vẫn rất bình thường, lúc sau võ đài đấu võ hấp dẫn Hoàng Thái Đệ. Lúc này không có chuẩn bị trước phương án phòng vệ an toàn, Lý Kế Nghiệp vốn dĩ không đồng ý nhưng Hoàng Thái Đệ nhất quyết muốn đi xem biểu diễn. Đường Tử Yên nhân cơ hội này ra tay, một trận nổ xảy ra. Đợi đến khi Lý Kế Nghiệp xông ra kiểm tra thì Hoàng Thái Đệ đã chết rồi. Đường Tử Yên hoàn thành nhiệm vụ mà Dương Thắng Hàn giao phó, xong lập tức đến doanh trại Phượng Hỏa Quân. Dương Thắng Hàn sớm đã chờ từ trước. Hóa ra trước đây Dương Thắng Hàn không phải nói nhảm, Đường Tử Yên đúng thật là người của trại Phượng Hỏa, mà còn là đồ đệ của Dương Thắng Hàn. Nhiều năm trước Đường Tử Yên bị Dương Thắng Hàn sắp xếp đến Hoàng Thành Tư làm nội gián, không dễ dàng gì có được lòng tin của thống lĩnh Lý Kế Nghiệp. Không ngờ cô ta không nói tiếng nào mà biến mất, Dương Thắng Hàn rất tức giận. Đối mặt với chất vấn, Đường Tử Yên rồi nói bản thân cần có một lý do để che giấu thân phận. Chu Cản An chỉ là một quân cờ, Dương Thắng Hàn không tin bèn quyết định thử hai người. Nhân tử, nhìn kìa, tôi thất bại. Nhân tử, chúng ta lại về nhà. Vì sao lại có người nói là người giỏi chịu đựng là đáng sợ nhất? Đường Tử Yên nhìn người mà mình yêu ngã xuống, lòng đau như cắt nhưng vẫn lựa chọn nén giận, chỉ vì người ra tay là sư phụ Dương Thắng Hàn của cô. Nửa canh giờ trước, Đường Tử Yên đến doanh trại Phượng Hỏa đón trượng phu Chu Cản An. Dương Thắng Hàn lại muốn chơi một trò chơi, ném Chu Cản An vào mê cung Ngọc Lưu Ly. Chỉ cần hắn có thể sống rời khỏi đó thì tha cho hắn một mạng. Mê cung Lưu Ly nhìn thì có vẻ bình thường, chỉ có vài tấm lưu ly ghép thành, nhưng bên trong lại có rất nhiều sương khói mù mịt, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Chu Cản An không biết võ công, vừa an ủi thê tử bên ngoài là mình không sao, vừa chạy trốn khắp nơi. Đường Tử Yên lòng như lửa đốt nhưng cũng chỉ có thể cố giả vờ bình tĩnh. Trong lòng cô biết rõ một khi mình xông vào sẽ chọc giận Dương Thắng Hàn, hai người sẽ chết chắc. Nếu như tìm được lối ra thì vẫn còn một đường sống. Quả nhiên Chu Cản An trong mê cung không phụ kỳ vọng, phát hiện ra vách núi trong huyễn cảnh chính là lối ra thông qua lục lạc rơi trên đất. Chu Cản An lấy hết can đảm nhảy qua, quả thật đã phá giải được mê cung Lưu Ly. Chu Cản An nhặt lục lạc lên chia sẻ tin mừng với Đường Tử Yên, nào ngờ một mũi tên lạnh lao tới. Dương Thắng Hàn không giữ chữ tín bắn chết Chu Cản An trói gà không chặt. Mất đi người thân yêu nhất, Đường Tử Yên đau đớn tuyệt vọng nhưng không dám thể hiện ra. Lão sư hảo kiếm pháp. Họa trong lòng đã được diệt trừ, Dương Thắng Hàn còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc ăn mừng. Không ngờ Đường Tử Yên ngoan ngoãn hiểu chuyện, không khóc không làm loạn, nhưng đã thầm có kế hoạch báo thù cho chồng trong lòng. Đêm đó Dương Thắng Hàn gọi Đường Tử Yên tới phòng đắc ý khoe khoang kế hoạch của mình. Lúc trước bọn họ đã giết được sứ giả Bắc Triều Hoàng Thái Đệ, khiến cho Nam Bắc Triều nảy sinh rạn nứt. Ngày mai lại tiếp tục đi hành thích Thái tử và Thái hậu, giáo họa cho Bắc Triều, như vậy thì Nam Bắc Triều nhất định sẽ nảy sinh thù hận, khởi binh gây chiến với nhau. Lúc nói chuyện, Dương Thắng Hàn vô tình chạm phải mạch tay của Đường Tử Yên, phát hiện cô mang thai. Dương Thắng Hàn lòng dạ tàn ác, muốn giết chết Đường Tử Yên ngay tại chỗ, nào ngờ lại bị đối phương ra tay trước. Thủ vệ nghe thấy động tĩnh đi vào, nhìn thấy thi thể của Dương Thắng Hàn đang định hét lên thì đã bị chém bay đầu. Đường Tử Yên cực kỳ giận dữ, hai tay hai đao xuất hiện trên lan can thành lầu. Cô đại khai sát giới, một mình tàn sát trong hang ổ của Phượng Hỏa Quân. Trong lòng cô chỉ có một mục đích là báo thù thay chồng. Trong lòng Đường Tử Yên biết rõ Dương Thắng Hàn hoàn toàn không coi cô là đồ đệ, bao nhiêu năm qua chỉ lợi dụng cô mà thôi.
Người chồng Chu Quán An mặc dù chỉ là một thợ thủ công diễn bóng bình thường nhưng xứng đáng để cô đối xử hết lòng. Ông kính trở lại một năm trước, hôm đó Đường Tử Yên đã trải qua một trận đại chiến, đang nằm thoi thóp trong đống thi thể. Chu Quán An đi ngang qua đã vội vàng cõng Đường Tử Yên đến y quán chữa thương. Sau khi trải qua chuyện này, Đường Tử Yên đã sinh lòng cảm mến với Chu Quán An, kết thành vợ chồng, hai người vô cùng thắm thiết. Đường Tử Yên vốn đã muốn lui khỏi giang hồ, vậy mà Dương Thắng Hàn vẫn tìm tới giết chết người cô yêu nhất. Nỗi đau mất chồng khiến cho Đường Tử Yên điên cuồng tàn sát trong doanh trại của Phượng Hỏa Quân. Cô lúc này như được một chiến thần nhập vào, giết sạch nguyên đại bản doanh của Phượng Hỏa Quân trong đêm. Nhưng dù đã làm vậy, cuối cùng thì vẫn không thể đổi lại mạng sống của Chu Quán An. Bà có tin vào việc cải tử hoàn sinh không? Gã đàn ông này chính là Hoàng Thái Đệ, sứ giả Bắc Triều đã bị thích khách giết hại trên đường mấy ngày trước. Nhưng ngay nửa canh giờ trước, thủ lĩnh Lý Kế Nghiệp của Hoàng Thành Tư đã bẩm báo chuyện Hoàng Thái Đệ bị giết hại cho Thái Tử và Thái Hậu, nói là việc làm của Phượng Hoàng Quân. Thái Hậu nghe vậy bèn lệnh cho Đại Thái Giám Văn Hỷ trợ giúp Lý Kế Nghiệp trả án. Hoàng Thành Tư vốn nên do Thái Tử chỉ huy, Thái Hậu lại phái cả Tâm Phúc ra, xem ra trong Hoàng Cung cũng âm thầm đấu đá. Ngay lúc này thị vệ tới bẩm báo rằng sứ giả Bắc Triều cầu kiến, sau đó một người đàn ông ăn mặc xa hoa bước vào, không ngờ lại chính là Hoàng Thái Đệ, sứ giả Bắc Triều bị đồn là đã bị giết kia. Hôm ấy Lý Kế Nghiệp đã tận mắt nhìn thấy hắn bị giết hại, sao giờ lại chẳng có chút thương tích nào thế này. Hoàng Thái Đệ cũng không hề giấu giếm, lập tức giải thích ngọn nguồn. Thì ra là một đêm trước ngày Hoàng Thái Đệ ra ngoài dạo chơi, Đường Tử Yên đã xông vào tẩm cung hành thích Hoàng Thái Đệ, nhưng cô đã bị bắt ngay tại trận. Biết Đường Tử Yên tha thiết cứu chồng nên bị Phượng Hỏa Quân ép đi hành thích mình, Hoàng Thái Đệ đã nghĩ ra một kế, đồng ý phối hợp diễn với Đường Tử Yên một màn giả chết, cứu trượng phu của cô ra. Lúc này Hoàng Thái Đệ bình an vô sự nên hiểu lầm giữa Nam Bắc Triều cũng được hóa giải. Nhưng mà tiếp theo là phải chuẩn bị đại lễ đăng cơ cho Thái Tử. Đại lễ đăng cơ còn chưa bắt đầu, Tâm Phúc Văn Hỷ công công của Thái Hậu đã nhân cơ hội tỉ thí võ công âm thầm tự so với các cao thủ của Hoàng Thành Tư. Văn Hỷ công công trình tài hơn hẳn, Lý Kế Nghiệp vội vàng tỏ ra yếu thế với Văn Hỷ công công. Kết thúc màn tỉ thí, dù sao thì nhiệm vụ của họ là bảo vệ chặt chẽ Thái Tử và Thái Hậu trong đại lễ đăng cơ. Trong đại lễ đăng cơ của Thái tử, Thái hậu theo lệ cũ sai người dùng đèn bát bảo lưu ly cho những người có mặt chứng kiến cảnh tượng như chốn tiên cảnh, trong đó còn có nữ tử biểu diễn múa võ. Nào ngờ những người này là thích khách của Phượng Hỏa Quân giả trang trà trộn vào. Ngay khi bọn họ định hành thích Thái tử, Lý Kế Nghiệp đã kịp thời cứu được Thái tử. Hàn Băng lập tức hạ lệnh, các mũi tên liên tục được phóng ra. Trong chớp mắt các cô nàng thích khách đã bị bắn gục hết. Đúng lúc này Hoàng Thái Đệ đang ở một bên hóng chuyện lại cảm thấy thương cảm thay. Dương Sơn Hàn kế hoạch không đơn giản. Thái hậu thấy Thái tử bị hành thích bèn sai Tâm Phúc Văn Hỷ công công đi hộ giá. Văn Hỷ công công võ nghệ siêu cấp cao cường, không hổ là cao thủ đệ nhất đại nội, vài ba chiêu đã giết chết thích khách thủ lĩnh. Khi mọi người tưởng rằng đã thắng, một bóng đen chui ra từ thi thể của thích khách kia, tà thần tám tay cao 10 mét, da xanh nanh dài xuất hiện. Văn Hỷ công công xông lên so đấu với tà thần tám tay, nhưng tiếc là không đánh lại nó, còn bị nó xé nát. Ngoài ra mục tiêu của tà thần tám tay không phải Thái tử mà là Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Một đao lớn tấn công tới, Phi Phượng liều mình chống đỡ. Thần xạ thủ Hàn Băng kéo cung, một mũi tên bắn trúng một cánh tay của tà thần. Tiếp đến là màn đọ sức của Đường Tử Yên với tà thần tám tay. Lý Kế Nghiệp và Hàn Băng hộ giá Thái hậu vào buồng trong. Lý Kế Nghiệp sắp xếp Hàn Băng trợ chiến cho Đường Tử Yên và Phi Phượng. Vừa dứt lời, Hàn Băng đã phát hiện ra điều dị thường. Hóa ra Lý Kế Nghiệp là nội gián của Phượng Hỏa Quân. Nhận ra thân phận đã bại lộ, Lý Kế Nghiệp không hề do dự muốn giết người diệt khẩu. Trước kia là huynh đệ sống chết có nhau mà giờ đây lại sống chết đấu với nhau. Tuy Hàn Băng là thần xạ thủ nhưng đánh cận chiến lại không thể so bì được với Lý Kế Nghiệp. Bởi võ công không sánh bằng nên anh bị chém một nhát vào cánh tay, rơi từ trên cao xuống. Tìm thấy cơ hội, anh lấy cung trong tay bắn đi mũi tên thứ ba trong truyền thuyết, nhưng Lý Kế Nghiệp lại tránh được, hắn chỉ bị thương ở vai. Lúc ấy Đường Tử Yên đang có một trận khổ chiến với tà thần tám tay, thể lực rất nhanh đã cạn kiệt, cơ thể bật ngược chiều gió. Chính lúc cô ngã xuống va chạm với những vật cản, Đường Tử Yên nghe thấy tiếng của kính lưu ly. Thời khắc ấy cô nhớ ra lời của người chồng lúc còn sống, huyễn tưởng và hiện thực, những thứ trước mắt cũng có thể chỉ là hư ảo. Tất cả những màn ảo thuật đều có một quy luật. Tử Yên bỗng chốc tỉnh ngộ, vung kiếm chém vào nơi có âm thanh của kính lưu ly, không nằm ngoài dự tính đã phá giải được huyễn cảnh. Lúc ấy Lý Kế Nghiệp đang đuổi bắt Thái hậu, hóa ra hắn ta là tân thủ lĩnh của Phượng Hỏa Quân, chính là kẻ cầm đầu thực sự đứng sau màn kịch này. Trong lúc cấp bách, Đường Tử Yên đã xông tới cứu lấy Thái hậu, hai cao thủ hàng đầu của Hoàng Thành Tư đã đọ sức với nhau, luận về võ nghệ, cả hai người họ không phân cao thấp. Lý Kế Nghiệp vì muốn đánh nhanh thắng nhanh nên đã ném thuốc nổ. Sau tiếng nổ vang trời, trong nháy mắt nơi đây trở nên vô cùng hỗn độn. Lý Kế Nghiệp nhân cơ hội đuổi theo Thái hậu, cầm kiếm chém tới. Không ngờ rằng Thái hậu trước mắt hắn lại chính là Phi Phượng đóng giả. Để bảo vệ Thái hậu, Phi Phượng đã hiến dâng sinh mạng. Có vẻ báo ứng đã tới khi Lý Kế Nghiệp quay đầu, nhìn thấy một vị võ thánh với ánh sáng vàng kim và một thanh đao trăng khuyết uy lực vô song. Lúc hắn ta đang cảm thấy khó hiểu, Đường Tử Yên đã nhảy qua sau lưng hắn, một chém đưa hắn về hoàng tuyền.
Hóa ra Võ Thánh ban nãy chỉ là cái bóng mà thôi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Kỳ Môn Ám Nhẫn. Câu hỏi kỳ này, các bạn có thích thể loại phim cổ trang kiếm hiệp không? Nếu có thích thì bình luận số 1, không thích thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.